Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lời căn dặn của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Chúa đó là: khi thế gian thì lại tìm cách để giành lấy quyền lực, cái trận chiến quyền lực, cái trò chơi quyền lực, nó luôn luôn là một cái nỗi ám ảnh trên cái nhân loại này từ cổ chí kim. Và người ta đã sẵn sàng bỏ ra tất cả những cái tiền bạc công sức, thậm chí người ta dùng đủ mọi cái mánh lới, kể cả những cái kế hoạch nham hiểm, tội ác và bất lương để mà đạt được cái tham vọng quyền lực. Người ta, như Chúa Giêsu nói, tìm cách để đạp lên đầu lên cổ của nhau, biến nhau thành những cái nấc thang để đạt được cái tham vọng về tiền bạc, về quyền lực. Nhưng Chúa nhấn mạnh, trong cộng đoàn Kitô hữu, chúng con không được hành xử theo cái tính cách rất là gian ác và tội lỗi như vậy. Trái lại, trong cộng đoàn của Kitô hữu, ai càng muốn làm lãnh tụ thì phải làm sáng tỏ gương phục vụ. Ai muốn làm đầu thì lại phải hầu, thậm chí cúi mình xuống như gương của Chúa Giêsu rửa chân cho những cái người thuộc cấp của mình. Đó chính là cái đường hướng, cái phong cách lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Được nói gọn lại chính là cái công việc chăn chiên, hay chúng ta còn gọi là mục vụ, tức là cái công cách phục vụ của một người mục tử. Và như cách diễn tả của Đức Thánh Cha Francisco trong cái những lời giảng dạy của người, Đức Thánh Cha Francisco chỉ dẫn cho những cái người lãnh đạo, những người muốn thể hiện cái vai trò thủ lãnh ở trong cộng đoàn Kitô hữu phải học hỏi nơi gương Chúa Giêsu là mục tử nhân hậu. Là mục tử thì luôn luôn phải đi đầu, kể cả dấn thân vào những cái chỗ nguy hiểm, thậm chí còn có thể trực diện đối với các cái loại sói dữ để bảo vệ cho đàn chiên. Chúa Giêsu đã từng thể hiện cái tấm gương đó khi trong vườn cây dầu, các cái nhà cầm quyền của đế quốc Roma, nhà cầm quyền của người Do Thái và kể cả cái thế lực đen tối của đền thờ lúc bấy giờ đã cấu kết với nhau để làm hại Chúa. Chúa đã đứng ra phía trước để che chắn cho các tông đồ và mạnh dạn nói với họ: nếu các anh muốn tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này, để cho các môn đệ của tôi, để cho thủ túc của tôi ra đi bình an. Thử hỏi, ở trong cái nhân loại này, ở trong lịch sử
văn hóa, chính trị, quân sự của cái nhân loại này có thực sự được một cái người lãnh đạo như Chúa Giêsu hay không? Hay ngược lại, người ta thậm chí khi mà để bảo vệ cái an toàn cho cái cá nhân, cho bản thân của mình, người ta đã dùng những cái thuộc cấp của mình, người ta đã dùng nhân dân để trở thành như là cái bia đỡ đạn. Người ta đã đưa nhân dân ra lúc cần thiết để đứng mũi chịu sào. Người ta đã đổ hết tất cả cái trách nhiệm cho thuộc cấp. Người ta đã trút hết tất cả những cái hậu quả tai hại do chính cái tội lỗi, cái sai lầm của họ để bắt nhân dân phải gánh chịu. Điều này như Chúa Giêsu đã thực hiện, đã dạy. Và những người lãnh đạo ở trong cộng đoàn Kitô hữu của Hội Thánh phải hiểu. Và là người chăn chiên nhân hậu, đôi khi còn phải đi bọc hậu phía sau để khích lệ, để nâng đỡ những cái con chiên có thể vì sợ, có thể vì yếu, có thể vì những cái lý do nào đó như mang lấy cái thương tật, để đừng có bất kỳ ai trong cộng đoàn của Hội Thánh, trong đàn chiên yêu dấu của Chúa bị bỏ rơi phía sau. Người mục tử nhân hậu phải biết nâng đỡ những cái con chiên yếu đuối như vậy. Và người mục tử nhân hậu đôi khi cũng phải đi về phía bên phải để làm sao cho những người Kitô hữu vì quá nhiệt thành, vì hơi quá khích, gọi là thiên hữu, để biết bình tĩnh, để biết nhẫn nại, để chờ đợi cả một cái cộng đoàn cùng một cái bước tiến, cùng một cái nhịp chân với mình, để tránh khỏi có những cái trường hợp chia bè kết đảng. Và đồng thời người chân chiên tốt đôi khi cũng nghiêng qua phía bên trái, cũng để ngăn chặn bớt những cái thành phần tiêu cực ở trong Hội Thánh, chỉ vì thấy có những gương xấu, chỉ vì thấy sốt ruột khi không có tìm được những cái gương sáng thì đâm ra nản lòng, đâm ra thối chí. Người mục tử cũng liền một lúc có mặt đối với những cái con chiên này để khích lệ họ, để kêu gọi họ đừng buông mất cái hy vọng là vẫn còn có cái lương thiện ở trong mỗi anh chị em Kitô hữu, vẫn còn có Chúa Giêsu hiện diện ở trong cộng đoàn của Hội Thánh, và quyền năng của Chúa Giêsu đấng phục sinh vẫn luôn có thể hoán cải được những cái tâm hồn của những con người đã vì vô tình mà trở thành công cụ của ác tà, để trở thành những cái tấm gương mù, gương xấu, làm nản lòng, nản chí, nhất là những anh chị em đức tin yếu đuối. Và sau cùng, cái người mục tử nhân hậu chính là cái người dám thí mạng cho đàn chiên của mình như gương Chúa Giêsu Kitô. Những người kết hợp sâu sát với con chiên của mình: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, và tôi biết chiên của tôi cũng như chiên của tôi biết tôi. Cái sự đồng cảm này rất cần có nơi những người chủ chăn, những người lãnh đạo của Hội Thánh và đoàn thể của các Kitô hữu. Thưa anh chị em, lời căn dặn của Chúa Giêsu đối với Thánh Phêrô: con người ngày hôm qua hãy còn có những yếu đuối, sợ hãi, thậm chí đến nỗi chối bỏ thầy của mình, nhưng hôm nay đã được ơn Chúa phục sinh củng cố và được Chúa Giêsu trang trọng cắt cử làm người lãnh đạo đoàn thể các tín hữu của Chúa, để trở thành cái người chăm sóc đàn chiên của Chúa. Cũng chính là những lời Chúa căn dặn cho tất cả Kitô hữu chúng ta, dù là giáo dân, dù là giáo sĩ hay là tu sĩ. Xin cho mỗi người chúng ta thực sự trở thành người chăn chiên nhân hậu theo gương Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn anh chị em.